Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Trung Kết Hạng cân 76kg, Đô Nguyễn Khắc Tráng của Hoài Đức mang trang phục màu đỏ, Đô Đỗ Minh Đức của Hoài Đức mang trang phục màu xanh, Idol và Giới. Idol nghe trọn tài chấm, xe đạp. Trận thi đấu bắt đầu. Thank you.